Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm ôm rê ha cả nhà ha. Rồi mình làm một cái màu đỏ với màu cam nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy màu đỏ trước các bạn. Rồi các bạn để cho nó chảy xuống từ từ thôi, đừng vội nha cả nhà. Để cho nó chảy từ từ, để cho nó se xuống từ từ ha. Rồi khi chúng ta đặt bột vào đây, bây giờ chúng ta vuốt nha các bạn. Mình vuốt nhẹ nhẹ thôi ha. Rồi sau đó mình cắt bột nha cả nhà. Đây mình cắt bột đây các bạn. Rồi mình lấy dưới gầm ra hết luôn nha cả nhà nha. Mình lấy sạch ở dưới gầm ra luôn. Gầm mình dính như là mình phải lấy ra. Mình đừng để nha. Ôm vô cho nó vuông, vuông cho nó đẹp ha. Rồi sau khi mình lấy xong rồi, bây giờ mình lấy một chút xíu màu cam các bạn ha. Mình sẽ đặt màu cam vào đây. Sau đó mình kéo nhẹ xuống đây, mình kéo nhẹ xuống đây, kéo nhẹ xuống. Ồ, ra ôm rê đẹp luôn các bạn. Đó, đặt lên. Lên trên. Rồi, sau đó thì mình sẽ nhúng cọ ha. Rồi mình sẽ gạt bớt nước đi. Mình gạt nước mình lấy ít thôi nha các bạn. Mình lấy tí xíu xi màu cam nữa, ít thôi nha các bạn. Mình đặt ở trên đây nè các bạn. Nha. Đó, ngay trên đây và mình kéo nhẹ. Mình ôm rê giữa màu cam và màu cam. Ok. Quá dễ thương luôn đúng không cả nhà? Mình lấy cho nó tròn cái bóng lại nha các bạn nha. Cho nó tròn cái bóng lại. Rồi đây cũng vậy, mình cũng chỉnh cho nó tròn cái bóng lại các bạn. Chỉnh cho tròn bóng lại. Rồi bên đây cũng vậy, cũng chỉnh cho nó tròn đó các bạn ha. Cho nó tròn bóng ha. Rồi bên đây cũng vậy, mình chỉnh cho nó tròn bóng lại các bạn. Nè, nó ra ôm rê rồi nè cả nhà. Đỏ với cam nè cả nhà, rất là dễ thương ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ phủ lia lên ha cả nhà ha. Bây giờ các bạn thấy cái chung liquid nè. Liquid này là mình dùng cho bột màu rồi, nên các bạn thấy nó rất là đậm đúng không? Còn liquid này là liquid để riêng là dành cho bột lia. Khi mà mình phủ lia lên đó các bạn ha, thì mình phải lấy cái liquid lia này nha không. Giờ mình nhúng vô cái liquid này ha. Rồi bắt đầu mình gạt nước nè các bạn ha. Mình lấy một ít lia đây các bạn. Các bạn thấy mình lấy lia nè, mình đưa lia vô, mình lấy cho bạn xem nha. Mình lấy lia vô. Rồi mình lấy một miếng lia, bột lia ha, để cho liquid nó thấm hết luôn. Rồi bắt đầu từ đây mình mới bắt đầu mình bắt. Từ đây mình bắt đầu mình chỉnh bên đây. Mình chỉnh bên đây cho nó gom vô hai bên các bạn ha. Rồi bắt đầu mình kéo lia mình cũng phải từ từ. Mình đợi nó se mình mới làm nha các bạn, chứ mình không có vội nha. Mình từ từ thôi, rồi mình chùi cọ đi cho nó đừng có dính cái bột mới. Bắt đầu mình mới vuốt từ trên vuốt xuống nè các bạn. Mình vuốt từ trên vuốt xuống nha. Các bạn phải làm cho nó chín hết cái bột lia nha không. Cái nào mình không có chín là nó sẽ bị trắng trắng nè các bạn ha. Đó. Đó. Đây. Đây. Đây các bạn. Bộ ôm rê rất là đẹp hết cả nhà ha. Đó, phụ ôm rê xuống nè các bạn. Mình vừa làm cho các bạn xem đó. Đây là cái ôm rê của màu đỏ và màu cam nha cả nhà. Đó. Đây. Rất là dễ thương luôn. Màu cực xinh các bạn ha. Đây các bạn. Ôm vô bên này, ôm vô các bạn ha. Ôm vô. Đây ôm. Đây. Xong cái miếng ôm rê này cả nhà. Đây. Rất là dễ thương các bạn ha. Miếng ôm ở đây. Rồi, xong rồi cái bài ôm rê ha cả nhà ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu các bạn thấy video của mình bổ ích, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi tiếp những bài tiếp theo của Ngọc Cẩm. Thì mình sẽ làm rất là nhiều clip để cho các bạn chúng ta xem và chúng ta tham khảo, để chúng ta có thể là mình trao đổi những cái kinh nghiệm gì đó các bạn ha. Có thể mình có thể là có những cái gì đó hay trong clip này các bạn có thể học được ha cả nhà. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye, chúc các bạn thành công và làm đẹp ở Ngọc Cẩm nha cả nhà. Bye bye.